Cách giải thứ hai cho bài toán độ lệch pha. Đề bài của bài toán như sau này, là cho hai vật dẫn độ hòa với cùng tần số góc omega bằng 20 radian trên giây. Tại mọi thời điểm thì ta luôn có là V2 bằng trừ 10x1. Đấy, cái điều kiện này là điều kiện của quan hệ ngược pha. Khi x1 bằng 4,8cm thì x2 bằng 3,2. Cho con là tính tổng biên độ của hai vật. Đấy, tức là các em tìm A1 cộng A2 bằng bao nhiêu? A1 cộng A2 bằng bao nhiêu? Đó, trong cái video trước thì thầy đã chữa cho các em một cách rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ khai thác sâu hơn về cái quan hệ ngược pha. Rồi, đầu tiên thầy ông giải thích cái điều kiện này nhé. Đấy, cái điều kiện này chúng ta sẽ bám vào đây để chúng ta khai thác. Đấy, ở video trước, ở cách trước thì thầy đã bình phương đây. Đấy, còn ở cách này thầy sẽ khai thác cái điều kiện ngược pha của hai thằng. Trước tiên thì thầy xin giải thích. Đó, giải thích là nếu các em có hai dao động của phương trình x thì bằng một thằng là a. Đó, cos của omega t cộng với phi. Đúng không nhỉ? Và một thằng, đó thầy gọi là y bằng b, biến độ nó là b nhé, nhân với cos của omega t cộng với phi. Đó, chỗ này các em có thể viết là cộng trừ pi được. Cộng trừ pi. Thế thì khi đó hai cái dao động đấy có phương trình là x và phương trình y này của ta là các dao động ngược pha với nhau. Em chú ý nhé, chỗ này nó có cộng pi này. Rồi, và thằng này thì mình chuyển đổi. Đúng không nhỉ? Mình chuyển đổi viết lại thì ta sẽ được thằng y của ta nó sẽ bằng trừ của b. Đó, trừ b, cho nên là mất pi mà, trừ b nhân với lại là cos của đó, omega t cộng với phi. Và rõ ràng thì đây các em thấy đúng không? Hai dao động ngược pha thì các em sẽ có được cái tỷ số này. Đó, tỷ số này là x chia cho a nhá, tức là nó chia cho biên này thì bằng cos. Đúng không? Bằng cos vào đây nó chính là bằng trừ của y trên b. Trừ của y trên b. Rồi, và đây chính là cái điều kiện của quan hệ ngược pha. Đó, chúng ta sẽ bám vào cái điều kiện này cho thầy nhé. Đó, lý độ của thằng thứ nhất chia cho biên độ của nó, đúng không nhỉ? Thì bằng trừ lý độ của thằng thứ hai chia cho biên độ. Nếu như các em có hai cái biểu thức V mà gọi là ngược pha với nhau, chúng ta vẫn dùng được, đúng không? Ta có V1 chia V1 max thì bằng trừ của V2 trên V2 max. Nhớ là ngược pha thì nó phải có dấu trừ. Còn trong trường hợp mà chúng cùng pha với nhau thì đây sẽ là dấu cộng. Còn vuông pha này chúng ta đã có rồi, đúng không? Nó chia cho biên của nó bình phương cộng với thằng còn lại chia biên của thằng còn lại bình phương bằng vô. Rồi, đấy là phần giải thích nhé. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kết quả này vào. Nào, áp dụng kết quả này vào thì ta sẽ có được này. Đó, các em biến đổi cho thầy. Từ giả thiết ta có là V2 và X1, đúng không nhỉ? Ta có X1 và V2 này là các dao động ngược pha với nhau. Đó, ngược pha với nhau. Vậy các em sẽ khai thác được cho thầy. Ta sẽ có được là X1 chia cho biên của nó đó, A1. Đúng không? A1 bằng trừ của V2. Các em chú ý nhé, chỗ này nó phải là V2. Đúng không? Chia cho biên của thằng V là omega nhân A2. Hai thằng này cùng omega. Cho nên omega nhân với A2. Rồi, và các em thay thằng V2 bằng trừ 10x1 vào thì trừ thành cộng. Đó, cho này nó sẽ là 10 lần của X1. Đó, chia cho omega này thì bằng 20 luôn. Thế luôn cho thầy, 20 nhân với A gì? A2. Ok, và các em giải đáp x1 2 về này. 10 với 20 thì mẫu này còn lại là 2. Như vậy A1. Đó, đến đây các em sẽ có được ngay là A1 sẽ bằng 2 lần của A2. Đúng chưa? A1 bằng 2 lần A2. Rồi, và cuối cùng. Đấy, cuối cùng. Bây giờ thầy mới lại thay vào là 2V mà vuông nhau thì 2X cũng vuông nhau. Không phải. Sorry. À, V2 thì vuông với X1. À, chứ là V2 ngược pha với X1. Thầy nháp lại chỗ này cái này. Đấy. Rồi. Nhá, đây là X1 này. Thì đây là V2 của thầy bên này. Đó, đây là V2. Đúng không? Đây là V2. À, V2 đây, X1 thì V1 nó nằm ở đây. Đó, X1 đến V1 thì bản thân thằng V1 nó sẽ phải nằm ở đây nhé. Rồi, bởi V1 nó sớm hơn X1 mà. V1 sớm hơn X1. Rồi, thế còn X2. À, V2 đây thì X2 của thầy lại phải nằm ở đây. Đúng không? Bởi V2 lại sớm hơn X2. Rồi, chỗ này các em có X2 nằm ở đây. Rồi, vậy rõ ràng X1 và X2 cũng là vuông nhau. Đó, nhé. Chỗ này X1 và X2 cũng là vuông nhau. Rồi, bây giờ hai thằng vuông nhau thì các em lại áp hệ thức độc lập.
hệ thức quan hệ vuông pha của hai thằng đó. Rồi, như vậy các em nhìn cái hình này cho thầy nhé, vì bảng nó hơi nhỏ cho nên thầy phải xóa đi. X1 và X2 vuông nhau. Rồi, chỗ này ta lại có này, X1 đó nó vuông với X2. Rồi, và các em hệ thức độc lập của vuông pha là X1 bình chia cho A1 bình. Rồi, cộng với X2 bình phương chia cho A2 bình. Đúng không? Cho đây bằng 1. Và các em thay số vào cho thầy. X1 là bao nhiêu? 4,8. Đó, 4,8 bình phương chia cho A1 bình thì các em thay bằng 2A2 cho thầy. Thì chỗ này ta sẽ là 4 lần A2 bình. Rồi, 4 A2 bình cộng với X2 bình phương là 3,2. Đó, 3,2 bình phương chia cho A2 bình, cho nên A2 bình. Rồi, A2 bình thì bằng 1. Rồi, và đây các em thì thao tác bấm máy. Rõ ràng phương trình này chỉ có một ẩn. Đúng không? Và các em sẽ tìm được. Ở bài toán này các em sẽ tìm được A2 này bằng 4 cm nhé. Và A1 này nó sẽ bằng 10, 12. Kết quả giống hoàn toàn như là cách giải ở cái bài toán trước mà thầy đã giới thiệu cho các em. Rồi, giải phương trình này thì các em dễ dàng tìm được. Đấy, chỗ này nốt vào đây nhé. Đó, các em sẽ tìm được A2 này bằng 4 cm này. Đó, và A1 này nó sẽ bằng 8 cm. Nó gấp đôi lên 8 cm. Và các em sẽ được tổng A1 cộng 2 đây bằng 10, 12. Rồi, đáp án D chính là đáp án cần tìm. Như vậy với bài toán này thầy đã giới thiệu đến các em hai cách và các em hãy tham khảo nó giúp thầy nhé.